Thế thì mình có bao giờ phải truyền máu chưa? Dạ Cũng như niêm mạc nhọt đấy nha. À, nếu mà được thì bổ sung sắt đi, mỗi ngày uống viên. có uống bác Ừ. ý là em mới uống bác, tại vì từ Ăn những cái dũ thức lên ăn hỗ trợ để bổ sung máu, ví dụ dạ như gan heo phải này, thay vậy đúng rau màu xanh thẫm này, không? ừ. Bò Em cũng này. có uống Vâng. Chị sẽ hỗ trợ nha. dạ, À, nhưng hỗ trợ mà thêm. có nhiều loại sắt, hầu như loại nào em uống cũng đau bao tử hết á, rác bao tử á. Có một cái loại sắt mà nó nguyên tảo em uống là em không bị đó. Đau á? Thấy có ai Không mà nó đau? rát lắm luôn á, em mỗi lần uống sắt vô À, là thế em thì bị mình uống đau. loại khác, mình đổi. Dạ Và uống thì mình vừa ăn cơm xong rồi mình uống. có Đừng uống mà lúc đói. Để bảo vệ dạ nhưng mà ăn dày. sáng xong là em uống liền á. Chưa, chưa. Có nghĩa là mình có thể ăn một bát cơm xong mình uống xong rồi nó lại ăn tiếp. Để giảm tình trạng nó kích ứng là được. Nói Thế thì của mình. chung là em thiếu máu hơi nhiều ạ. Thấy thấy như mạc nhờn này. Dạ.